mang đậm bản sắc của người nguồn, bởi tấm lòng hào hiệp mến khách của cư dân bản địa, mà còn bởi những đặc sản ẩm thực của vùng quê Minh Hóa luôn hấp dẫn, thú vị đến bất ngờ. Phía sau những bãi bồi nương ngô, bên trong những nếp nhà gỗ mộc mạc giản dị ấy của cư dân Minh Hóa là cả một không gian văn hóa ẩm thực đặc trưng ít nơi nào có được. Trong những ngày hội lễ Tết hay mỗi khi có khách quý đến thăm nhà, căn bếp của người nguồn ở huyện Minh Hóa lại rộn rã hẳn lên. Tiếng chay giã ngô nhịp nhàng, tiếng cười nói rộn ràng minh chứng cho lòng hiểu khách và niềm vui của gia chủ khi được chào đón bạn đến chơi nhà, thăm quê hương. Giã ngô là để bóc đi lớp vỏ cứng bọc bên ngoài hạt bắp. Phần ruột là bột ngô được giữ lại làm nguyên liệu chế biến món cơm bồi dẻo, thơm, đặc trưng. Theo cách chế biến truyền thống của người dân nơi đây, ngô trước khi đưa vào giã được phơi khô, đem ngâm vào nước sôi. Sau đó khoảng 3 tiếng đồng hồ, ngô được vớt ra để rảo nước, bỏ vào cối giã kỹ. Sang lấy bột, ngô giã và dần cho đến khi hết bột, chỉ còn lại đầu một nắm sạch thì mới thôi. Công việc giã ngô thật sự vất vả, ít nhất phải hai người khỏe, dẻo dai sức lao động thì mới giã đủ một nồi cơm bồi cho gia đình khoảng 5 người ăn. Cùng với giã ngô, sẵn được đào về rửa sạch, bóc vỏ, rồi nạo ra thành sợi nhỏ và đem ép bớt nước. Khi sẵn đã ép xong nước, bột ngô đã mịn màng, đem trộn hai thứ với nhau và giã thật mịn, thật nhuyễn. Độ dẻo của bồi tùy sở thích từng gia đình để chế biến lượng bột ngô và sẵn cho phù hợp. Khi bột ngô và sẵn đã được giã mịn thì đem bỏ vào nghè, còn gọi là chõ, để hông. Nồi đặt lên bếp hông khoảng một tiếng đồng hồ sau thì bồi chín. Ngày nay, khi kinh tế ngày một phát triển, đời sống của người dân cũng dần được nâng cao. Khi làm bồi, người ta còn đồn thêm gạo nếp, đỗ xanh hoặc lạc. Bồi sẽ dẻo, thơm hơn, ngon hơn. Ai lên Minh Hóa mà chưa thưởng thức cơm bồi thì coi như chưa đến miền đất sơn cực này. Trước đây thì đời sống đang còn vất vả khó khăn, rồi là ngày nào cũng phải đến đêm thì là khoảng tầm 3-4 giờ, rồi là bắt đầu là dậy, giả bồi rồi là hôn chín rồi là xong thì ăn sáng rồi đi làm rồi là nếu mà nhà nào mà đông người thì là buổi chiều lại giả tiếp để mà ăn tối. Còn hiện nay thì đời sống thì khá giả lên rồi, thì là nếu mà có khách quý rồi là chúng ta làm bồi để mà ăn có cái món gì mà hợp với bồi rồi là chúng ta làm để mà đón khách mà ăn. Bồi thì do bản chất của nó là khô. Bồi là vị ngô thì vừa ngọt vừa béo, cho nên nó hợp với các món thức ăn mà có chất đạm, mà nấu với các loại lá rừng mà có vị chua thanh ấy. Giống như là cả món cá chấm, là cá ngon cá ngét ở trong khe nước sạch ấy, và nấu với là chuối sứ non, có nơi gọi là chuối hột ấy. Vừa là giống quất trên rừng. Ở huyện miền núi Minh Hóa có rất nhiều món ngon ăn kèm với bồi, trong số đó phải kể đến món ốc. Ốc ở Minh Hóa rất nhiều và thường sống ở các khe suối có nước trong sạch. Người dân nơi đây khai thác ốc cũng khá thú vị. Người ta chỉ lựa chọn và bắt những con ốc đực, ốc cải thả lại sông suối. Đây là cách người Minh Hóa vừa khai thác, vừa gìn giữ, bảo vệ môi trường sống tự nhiên cho ốc. Cũng là cách họ bảo đảm lại những gì mà thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho vùng đất này. Ốc đực có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, nhưng món phổ biến nhất là ốc luộc. Ốc được luộc chín chấm với muối là chanh, muối ớt. Khêu bởi gai bưởi ăn rất thơm ngon. Nước luộc ốc có thể nấu canh rau khoai hay các món canh chua khác, ăn rất đậm đà, bắt miệng trong mùa nắng nóng. Ngoài ra, ốc đực còn được chế biến thành món ốc chiên, nước ốc chấm với bánh tráng, ăn một lần sẽ nhớ mãi.
Thông thường, mâm cơm mời khách của người nguồn bao giờ cũng có bôi ăn với ốc đực và có cả ca lao ở rừng, khoai lang nấu canh. Nhà nào sang hơn thì có thêm món cà khe nấu với chuối chát, trứng kiền nấu với rau bún. Cái đây con ốc đực thì sống ở nước rất sạch. Khi đục ốc á, thì con ốc này thì luộc với nước là trên 2 thôi 3 nguội. Khi nào mà thấy sôi bọt trên mà luôn luôn là quấy mà thấy sôi bọt lên miệng nồi á thì mình lấy gai bưởi tăm tre nhỏ này thì mình khêu ra thấy được tròn vẹn từ đầu đến cuối cả cái ruột con ốc á thì là được. Trong hội rằm tháng 3 ở Minh Hóa được tổ chức hàng năm, món cơm bồi được đưa vào cuộc thi như một hình thức trình diễn dân gian giữa các làng, tạo ra không khí vui tươi của nhân dân, bảo tồn được bản sắc văn hóa của tộc người. Từ một món ăn của những ngày khó khăn, nay bồi được bày bán ở chợ và được xem như món ăn đặc sản cho du khách từ nơi xa đến dự lễ. Trông mau cho đến mùa bồi, nhờ con ốc đực đang ngồi trên mâm. Là địa bàn miền núi dẻo cao, nên trong những sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho con người Minh Hóa, không thể không nhắc đến mật ong rừng. Một món ăn bổ dưỡng, nức tiếng thơm ngon. Và người Minh Hóa luôn sẵn lòng khoe với bạn rằng, ai lên Minh Hóa quê mình, chè xanh mật ngọt, đượm tình quê hương. Trong ngôi nhà nhỏ ở vùng Sơn Cước, được thưởng thức vị thơm mát của chè xanh mật ngọt do chính tay người chủ nhà thân thiện pha chế, chúng ta cảm nhận được cảm giác bình dị của con người nơi đây. Ở Minh Hóa, mật ong rừng được người dân thu hoạch từ các tổ ong rừng tự nhiên. Cuối mùa xuân, khi các tổ ong rừng đầy mật, cũng là thời điểm mọi người lên rừng tìm ong lấy mật. Ngoài mật ong rừng, hiện nay ở Minh Hóa còn thịnh hành nghề nuôi ong. Công việc chăm sóc ong khá đơn giản, nhẹ nhàng. Chỉ cần che chắn đặt thùng ong ở nơi sạch sẽ, thoáng, yên tĩnh cho đàn ong trú ngụ an toàn, thì đến định kỳ khoảng hơn 30 ngày là đàn ong sẽ cho mật. Mỗi một đàn ong trong một năm bình quân sẽ cho ra gần 12 kg mật. Với người dân vùng cao Minh Hóa, nghề nuôi ong tạo công ăn việc làm cho người lao động lúc nông nhàn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Những năm trở lại đây, mô hình nuôi ong lấy mật được cấp ủy chính quyền cả cấp ở huyện Minh Hóa chủ trọng phát triển, tập trung xây dựng thương hiệu mật ong Minh Hóa. Xem đây là một kiểu mô hình kinh tế hộ gia đình phù hợp để thay thế những cây con giá trị kinh tế thấp, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Cùng với bồi, ốc, mật ong, trải qua ba mùa lễ hội, thực khách còn mê mẩn món trứng kiến nấu với lạp bún, một sản vật khác do núi rừng ban tặng cho con người Minh Hóa. Có người còn cho rằng trứng kiến là món lộc trời, bởi nó không những là món ngon lạ bổ dưỡng mà còn rất hiếm. Thời điểm lấy trứng kiến kéo dài từ tháng 2 cho tới cuối tháng 3. Đây là giai đoạn trứng kiến vàng ngon nhất, mỏng nước, có màu trắng sữa và đặc biệt chứa hàm lượng protein cao. Để tìm được trứng kiến vàng, người dân phải đi vào tận trong rừng sâu. Muốn có nuôi canh trứng kiến nấu với lá bún giòn ngon, người dân Minh Hóa không dùng dầu mỡ như ở dưới xuôi, mà chỉ sử dụng một ít gia vị truyền thống dễ kiếm. Con trứng kiến thì về thì mình phải bỏ vào một cái chậu mình rửa và nơi cái rổ là hẳn đừng có dây, đừng có bị sứa quá không nên là hẳn trôi hết. Mình rửa mình đài vì đằng dưới cái trứng kiến là hẳn có rác và cát nhiều. Phải đài đi 2-3 lần như đó để mà mình rửa rồi xong rồi chỉ dùng một ít nước nóng, một ít mới hạt nêm rồi mình chín thôi. Trứng kiến thì phải nấu với lá bún là hẳn đặc trưng hơn trên đi. Còn có thêm là rang nữa nhưng mà đều là cũng tùy người. Lá bún thì ăn cái mùi thì hẳn cũng thơm thơm của vị chua. Cách thưởng thức món canh trứng kiến cũng phải thật thư thả, thông dong. Người ăn nhấm nháp nó từng chút một mới thấm thía cái vị béo bùi, ngon ngọt của trứng và vị chua thanh của lá bún, tạo nên hương vị khó quên. Cái hồn của vùng đất Minh Hóa như đồng cảm vào món canh trứng kiến đầy ẩn tượng. Mảnh đất Minh Hóa thì cái phần do cái rừng núi về khe suối cho nên tạo những nhiều cái món ăn mà các nơi khác không có.
thì hiện nay được gọi là đặc sản vùng miền, giống như là món nhồng ong rừng, nhồng tâm, trứng kiến, những thức ăn đó là kết hợp với nhau trở thành cái nguồn thực phẩm đấy, vừa là dinh dưỡng vừa là sạch tinh khiết. Ai lên từ Ninh Hòa mình quê mình, ôi lên là ôi lên. Lên với Minh Hóa, chúng ta không chỉ được đắm mình trong những điều hò sâu lắng, mà còn cảm nhận được cái thi vị trong từng món ăn. Vượt lên tất cả, các món ăn truyền thống dân dã được người dân gìn giữ, duy trì từ bao đời nay, từ nó làm nên nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của người nguồn Minh Hóa. Ôi lên là ôi lên, lo chi